chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại và giới thiệu với mọi người một set gió satin với 3 món. Và mình nghĩ rằng những cái set đồ như thế này ở Mega Fashion thì có lẽ là các chị em cũng đã cảm thấy rất là yêu thích, quen thuộc, cũng như là luôn luôn mong ngóng mỗi khi mà lên một cái set đồ mới rồi. Thì hôm nay sẽ là một set đồ như vậy. Với 3 món này thì sẽ giới thiệu qua một chút cho mọi người. Đầu tiên là một chiếc áo khoác. Đó, ở trong thì nó bao gồm với cả một cái chiếc áo ba lỗ có cái phần đai, nó rất là phù hợp với tổng thể bộ trang phục. Và ở bên dưới là một chiếc quần với chất liệu gió satin dáng Alibaba. Nó sẽ hơi bo ở cổ chân như thế này. Mọi người có thể mặc kiểu khoác như vậy hoặc là như Mai Anh nhá. Thì mình sẽ thích là tôi kéo nó lên một chút đó, sẽ có cảm giác là nó gọn gàng hơn và nó năng động hơn. Về họa tiết của set đồ này thì mọi người có thể nhìn thấy là điểm ở trên cái màu nâu cà phê tổng quan thì sẽ là những cái phần chạy dọc ở phần tay này, hoặc là chạy dọc ống chân của mình, hoặc là cái mặt trong mũ khi mà để hở ra như vậy, thì nó cũng đồng nhất một cái họa tiết. Và được biết là các chị em của nhà Mega Fashion thì cũng rất là yêu thích họa tiết như thế này, nên là cũng order rất là nhiều lần. Và nếu như mọi người còn nhớ thì họa tiết này cũng đã xuất hiện một vài lần ở nhà Mega Fashion rồi. Nên là mọi người lần này lại về thêm một mẫu mới thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đặt hàng đúng không ạ? Mời mọi người nhìn mẫu này ở trên móc nhá, để thấy là phiên bản trên móc thì mẫu này sẽ có cái cảm giác như thế nào. Đây, mẫu áo của chúng ta này, cái phần mũ mọi người có thể đội lên như vậy cũng rất là xinh. Và đây là mẫu quần này. Đó, ở đằng sau cũng có túi nha mọi người. Phần này thì cũng có cái phần thắt để chúng ta cố định cái độ lỏng hoặc là rộng ở phần eo của mình. Chất liệu thì rất là thích mọi người ạ. Mọi người cứ yên tâm nhé, nhà Mega Fashion thì luôn luôn tự hào với chất liệu để phục vụ các chị em phụ nữ mà. Vì bây giờ cũng gần Tết rồi nên là chúng ta sẽ luôn luôn trong một cái tâm thế là tìm kiếm những cái set đồ nào, luôn luôn trong một cái tâm thế tìm kiếm những cái set đồ nào phù hợp để có thể mặc đi lại di chuyển lo hết việc này việc kia nhưng vẫn phải đẹp. Thế nên là mọi người hãy nhớ với set đồ này, 9692 là mã của set đồ gồm 3 món này mọi người nhé, 9692. Hy vọng rằng là cái set đồ này có thể khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi mà mùa Tết đang đến gần rồi. Và cũng mong là set đồ này có thể phát huy được hết những giá trị và vai trò về sự thoải mái này, về đẹp này, cũng như là có thể đảm bảo những cái hoạt động thật là thoải mái cho các chị em nhé.